trước khi bấm tắt này chị nhìn xem đây xem đủ 50 phút chưa? Ừ. Em chưa đủ 50 phút, phải quay đủ cho em 50 phút. Nếu chẳng phải là 25 phút cứ tắt một lần nữa. Không phải 25 phút, tắt tầm một lần. 25 phút là thay cái này. Ừ. Còn cái này vẫn cứ để quay. Ừ. Đấy, làm đấy cho em. Thế là cái video dài là mặc định phải được 50 phút. Ừ. Còn từ 0 đến 2, từ 0 đến 25 thì chị thay em cái này. Ừ. Chị tự nghe mua 25 phút cắt làm việc cắt lại giờ 25 phút mấy lần hả? Thì chị không biết chữ hỏi chắc là cho nó chuẩn không bị lỗi. Ừ.